Dũng Cua Đất Phú Yên xin chào tất cả những anh em đang mơ chim cu gáy. Hôm nay mình sẽ đưa lên một con đồng phe thổ một cục bắt tại núi Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Con thổ và đồng phe thổ này là anh em đi chơi với nhau gặp nó là thiêu nó 2 ngày mới bắt được con cu này. Hiện giờ nuôi đã 1,5 năm rồi. Con này là đi tập gần được rồi. Nói chung là nó muốn nói rồi. Con này là nước ngôi thì dặm lót lót thôi, vào trong cây, vào cu vào cây rồi là không thiếu một nước gì hết. Thúc dặm nhạt đồ cu. Con này thì nuôi thì nó để leo lắc là nhiều rồi nha, rồi gọi là gù tự gù á, xương gáy rồi. Dạ con nghe chú. Dạ con mới sinh năm 85 à. Thôi à, chú chờ con khoảng cỡ 5 phút ấy, con đang lỡ quay con tí nha con chú. Dạ. Dạ con số 27 đó con mới quay lên có một ông anh ở trên Đắk Lắk, ông kêu gửi liền lên lúc còn sáng thôi. Thôi chú ơi. Dạ. Dạ. Dạ con hôm bấy đó cũng nhiều người hỏi lắm mà ông chú ông anh đấy ông mua liền con nên con không gửi đỡ cho người khác được. Ông dặn là phải đỡ nên sáng nay con gửi rồi. Dạ dạ, tí con gửi về chào chú. Rồi, mình xin lỗi anh em nha, mình đang nghe điện thoại của một ông chú lớn tuổi rồi nên mình nghe một tí. Đó. Con chim này là một con chim không to, chỉ thon dài nhưng mà rất là chặt. Con chim này thì độ gu trong nó là anh em bắt nó là nói chung là theo 2 ngày thì anh em tự biết rồi, mình không có muốn nói sâu xe vào cái gu như thế nào cho anh em hiểu. Nói chung là cứng gu. Con cu này là đóng một cái đeo mặt là hung. Đeo là thon dài, hơi vuông ở trước một tí. Đóng một cái mỏ này, là mũi là to, mỏ khô cứng, chiều quem rất là tốt, đen đậm kéo dài ra. Còn riêng con giang cưa mộng cu đây thì anh em nhìn là phải mơ thôi. Đó, cơm buông, đóng dây, dưới chân cơm là đóng một vàng cùm lửa vàng, trái điêu ra sâu bao quai rồi xuống ở dưới xuống ngực. Cái nền cườm đó là đen thui, không nhíu óc, anh em thấy chưa? Mắt là đẹp, trong quang là to. Rồi, anh em thấy con cườm này nữa. Ở thuộc vùng núi đó là cua nó cũng chạm lông nhiều, nhưng mà lâu lâu thì có những con nó hăng què, nó chịu là nó kết tiếng cua mồi là bắt được thôi. Nhưng bắt một con cua này là một quá trình rất là lâu. Con chân này anh em coi, bàn chân này bàn dĩ to, một cái chân đó thì chỉ đóng chỉ vài cái dĩ thôi. Xuống ở dưới là hai bên nhân chỉ lên hai ba dãy điêu thôi, còn bao nhiêu là dĩ nó rất là to. Con này thì dạng đi tập được rồi nhưng mà mình quay xét quá thì nó dĩ thôi, chứ còn thật ra là nó dạng rồi. Anh em thấy đâu mặt nó nè, dân cường quá đẹp.
màu lông cũng rất là tốt, một đầu lông thưa hết. Cái chi lông là chia ra, cua này thì anh em không có phải suy nghĩ về cái nước của nó nữa nha. Anh em chơi cua thì nhìn con cua có kinh nghiệm rồi, thì nhìn bộ lông đeo mặt thì anh em biết con chim này nó có đủ nước hay không thì anh em tự nhìn nhận. Riêng con này là mình rất là mơ từ cái đeo mặt xuống dân cườm nó. Con này thì không phải chính tay mình bắt, con này là những anh em chơi chung là bắt nè. Quế là độc đáo. Con này đóng một tướng rất là sang, re hồ một con chim đứng lông lá và sau này. Vì anh em nhìn yếu tố nó, đeo mặt, cặp mắt, chi quam, bộ cườm, bộ di, cánh bò tròn không mớp cánh, xuống là chân đồng mà đóng chân to quặm. Nhân hai bên chi quay vậy có bao nhiêu là chỉ 4-5 cái vậy, ba khoảng 3 cái vậy to lên hết chân rồi. Nói chung rất là tốt đó, anh em thấy chưa? Lông hậu thì sẫm màu vàng. Con này đặc biệt là hai chân nhơn rất điêu nha anh em, không lộn xộn. Những con đá nó trứng lắm, mình là phải đóng hai chân và giống nhau. Rồi thì mình có gì thì mình cũng đã nói hết trong cái video này về con cu này cho anh em xem rồi. Thì bây giờ anh em tự nhìn nhận thôi. Rồi mình xin chào tất cả những anh em nào đang xem cái video này của mình.